Hello, hello, Vanessa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Vanessa đã truy cập vào cái trang LWA của phim ả để xem cái thông tin của ngày hôm nay như thế nào. Và Vanessa đã tìm được ra có hai tiểu bang là cần phải chú ý. Đó là tiểu bang Michigan và tiểu bang Hawaii. Thì Vanessa sẽ chia sẻ ở trong cái video này. Và Vanessa sẽ xin cập nhật qua những cái tiểu bang có những cái tiền về tiểu bang rồi, đó là 29 tiểu bang là đã trả về tài khoản rồi, 7 tiểu bang là đã bị ngưng tiền và đã có 17 tiểu bang là đã có tuần thứ 6, trong khi đó thì còn một số tiểu bang đã có tuần thứ 6 rồi nhưng phim mà họ chưa có cập nhật. Thì quý vị yên tâm, tại vì cái tuần thứ 6 này bên phim mà họ đã thông báo là tất cả các tiểu bang đều có nha quý vị nha. Còn hai tiểu bang trả tiền cộng 29 tiểu bang trả tiền rồi, còn hai tiểu bang thì có số tiền đã về tài khoản rồi, đã về tiểu bang rồi và họ đã lấy cái ngày 14 tháng 9 là ngày trả tiền về tài khoản nhưng nó bị delay đó quý vị, vẫn chưa có hiện lên cái trang page. Thì hai tiểu bang này Pennsylvania hôm trước Vanessa cũng đã chia sẻ với quý vị rồi, quý vị hãy tự kiểm tra tài khoản và kiểm tra cái release công văn của tiểu bang của quý vị về cái phần unemployment LWA, tại vì là trên phim mà họ sẽ không có cập nhật hết đó quý vị. Thì hôm nay có hai tiểu bang mới nữa, đó là hai tiểu bang West Virginia và Wyoming, là hai tiểu bang hôm qua status vẫn chưa được trả tiền vào tiểu tài khoản nhưng hôm nay thì đã được trả rồi quý vị nha. West Virginia trả luôn 6 tuần luôn đó, bắt đầu từ hôm nay luôn quý vị sẽ được nhận. Ai mà được 100 trở lên thì chúng ta sẽ nhận được cái khoản 300 này, thì sẽ được 300 đó. Nếu mà quý vị phải được 100, từ 100 trở lên thì sẽ được 300 này quý vị nha. Còn lại dưới 100 của vật di nhà thì quý vị sẽ chỉ được cái khoản 100 của tiểu bang thôi, sẽ được 100 ô lì và không được cái 300 này. Đó, dưới 100 thì chúng ta sẽ không được 300 đâu quý vị nha. Đấy là tiểu bang West Virginia. Còn tiểu bang Wyoming thì chúng ta sẽ được nhận 3 tuần trước, còn 2 tuần chúng ta sẽ được nhận sau. Và đây cũng là cái update mới nhất của ngày hôm nay. Còn ngày hôm qua thì họ cũng chưa có đưa thông tin của Wyoming. Thì hôm nay là tiểu bang Wyoming là tiểu bang mới nha quý vị nha. Thì sau đây thì Vanessa sẽ chia sẻ hai cái tiểu bang quan trọng được thông báo trên cái công văn, đó là tiểu bang Hawaii và tiểu bang Michigan. Và Vanessa sẽ cung cấp tiếp những cái nội dung của bên trong của California cũng như của tổng thể của những ai mà tiểu bang nào cần phải làm gì để nhận cái 300 này. Thì đây là cái màn hình của tiểu bang Hawaii. Thì Vanessa đã thấy có quý vị hỏi về thông tin của tiểu bang Hawaii. Thì bây giờ Vanessa xin chia sẻ một chút về tiểu bang Hawaii cho quý vị nha. Thì những ai ở tiểu bang Hawaii thì đây là một cái công văn mới nhất họ đưa ra là chúng ta hãy vào để certify cái phần này để nhận được cái tiền 300 đó quý vị. Tại vì theo như lịch trình thì là trong cái từ giữa tháng 9 cho đến cuối tháng 9 là có thể Hawaii sẽ đưa tiền về tài khoản của quý vị. Thì ai không làm cái bước này thì quý vị sẽ không có nhận được cái khoản tiền tiền 300. Thì họ hướng dẫn như sau. Cái bước thứ nhất đó, thì chúng ta sẽ login vào cái tài khoản UI account của chúng ta ở tiểu bang Hawaii. Và cái bước thứ hai là chúng ta certify là chúng ta bị ảnh hưởng xin cái tiền thất nghiệp, bị mất việc, bị giảm giờ làm là do COVID, due to caused by COVID-19. Và quý vị hãy nhìn ở trên cái màn hình screenshot ở dưới này. Đó, thì họ sẽ có cái câu hỏi như thế này. Họ nói là quý vị có phải là đã bị ảnh hưởng của COVID-19 hay không, thì quý vị mới làm mới điền cái đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp hay không. Thì quý vị chú ý là họ hỏi cái này, nhiều người hỏi Vanessa là họ hỏi bị COVID-19 là ở hiện tại hay là ở quá khứ. Thì tất nhiên họ hỏi từ khi quý vị mở hồ sơ, quý vị nhìn thấy họ hỏi cái chữ war chứ không phải là IU mà là war you. Thì là bị có nghĩa là mình đã bị, và đã bị có nghĩa là từ cái lúc mình mở hồ sơ cho đến cái lúc hiện tại bây giờ luôn. Còn nếu như quý vị trước bị do COVID-19 mà bây giờ quý vị không phải do COVID-19 thì quý vị cũng phải chỉnh sửa hồ sơ quý vị nha. Hoặc trước kia không phải do COVID-19 mà hiện tại bây giờ do COVID-19 thì quý vị cũng sẽ phải trả lời vào đây là có bị do COVID-19 và
họ sẽ review cái hồ sơ của quý vị là tại sao bây giờ bị mà trước kia không bị, thì họ sẽ review để xem quý vị có đủ điều kiện để nhận hay không, và họ sẽ review như thế nào. Thì Vanessa sẽ quay trở lại để xem những cái tuần mà quý vị được lãnh, để họ review xem những cái tuần đó quý vị có phải là nằm under dưới Covid-19 hay không. Nếu như mà dưới under dưới Covid-19 because of Covid-19 thì họ sẽ cho quý vị nhận cái khoản tiền đó trong cái khoảng tuần từ bao nhiêu đó đến đó là 5 cái tuần đó. Thì Vanessa sẽ quay trở lại cái màn hình để show cho quý vị xem. Thì đó, sau khi chúng ta bấm cái chữ yes này thì chúng ta sẽ continue này, và sau đó thì chúng ta sẽ submit cái hồ sơ của chúng ta thôi. Và sau khi submit xong thì ở bên dưới cùng này họ có cái nút màu xanh để mà finish, thì chúng ta bấm vào và họ sẽ gửi cho chúng ta một cái confirm là họ đã nhận được cái confirm information của quý vị, người ta gọi là self certified đó quý vị. Đó, thì ở bên Hawaii họ có cái hộp này nha quý vị nha, quý vị hãy vào. Vanessa sẽ để cái đường link này vào để cho quý vị có thể vào để quý vị xem được là quý vị sẽ login các cái bước như thế nào. Thì vừa rồi quý vị đã xem cái ô họ hướng dẫn của tiểu bang Hawaii là chúng ta sẽ phải làm cái thủ tục self certified để trong cái đầu tháng 10 này chúng ta sẽ nhận tiền. Thì họ dự tính, đây là cái câu hỏi họ nói là khi nào thì chúng tôi sẽ nhận được cái khoản tiền của LWA này. Thì họ đã chia sẻ là sang tháng 10 họ mới có ngày cụ thể. Nhưng mà ở một cái trang phi mà khác á, thì Vanessa được nhìn thấy là họ nói là cuối tháng 9 thì họ sẽ có một cái lịch cụ thể. Thì có thể là cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 thì lúc đó chúng ta sẽ biết. Nhưng mà hôm nay cũng là ngày 16 tháng 9 rồi. Thì họ đưa ra cái công văn là chúng ta phải certify, self-certify trước cái thời gian mà họ đưa ra cái lịch nhận tiền, để chúng ta có được cái khoản 300 đó. Thì nội dung certify vừa rồi Vanessa đã đưa cho quý vị xem rồi. Và họ nói là làm thế nào để tôi biết là tôi có thể, họ có những câu hỏi ở trong cái phần của Hawaii như này, là tôi có thể đủ điều kiện nhận cái khoản tiền 300 LWA này. Thì họ nói là quý vị sẽ phải ít nhất là 100 này, nhận của cái tiền thất nghiệp của tiểu bang là quý vị phải nhận được ít nhất 100, và quý vị phải được ảnh hưởng, phải bị ảnh hưởng của Covid-19 với cái unemployment, hồ sơ thất nghiệp của quý vị bị thất nghiệp toàn phần hoặc một phần là cũng phải đều ảnh hưởng của Covid-19 thì quý vị mới được nhận. Và họ còn hỏi tiếp là do I need to receive more, họ hỏi tiếp cái câu là tôi có cần phải nhận từ 100 trở lên để nhận cái khoản tiền 300 không. Thì họ nói là đúng rồi, yes, là bạn phải có cái amount benefit WBA. Có nghĩa là gì? WBA là cái weekly benefit amount của quý vị cơ bản đó, đó là cái cơ bản của quý vị, nó at least là 100 thì quý vị sẽ được nhận cái 300 này, còn dưới 100 là quý vị sẽ không được nhận đâu. Và họ tính cái số tiền này họ ghi rõ ra là deduct from, có nghĩa là nếu quý vị nhận được cái khoản tiền less than money deduct from your weekly benefit payment thì quý vị sẽ vẫn nhận được cái số tiền 300 này. Có nghĩa là gì? Deduct from cái weekly benefit của quý vị có nghĩa là quý vị nếu như quý vị quay trở lại đi làm á, họ cũng nói ra một cái bất này đó. Nhưng nếu như quý vị quay trở lại làm việc và quý vị bị ít hơn cái 100 của cái thất nghiệp cơ bản này thì quý vị làm sao? Still be eligible, có nghĩa là vẫn đủ điều kiện để nhận 300. Đó, thì đây là trường hợp cũng giống như tiểu bang California và rất nhiều tiểu bang khác. Có nghĩa là quý vị quay trở lại làm việc và cái khoản tiền của Hawaii 100 benefit đang nhận kia nó sẽ bị giảm xuống còn 50, 60, 70 gì đấy. Có nghĩa là cứ giảm xuống vẫn còn đủ để nhận tiền thất nghiệp thì quý vị sẽ nhận được 300 này nha. Đó, đấy là cái điều mà cũng giống hệt như tiểu bang California và rất nhiều những tiểu bang khác họ cũng áp dụng. Tại vì những tiểu bang đó họ có cái minimum WBA của họ là dưới 100 nên là họ sẽ bị rất nhiều người bị ảnh hưởng, nên là họ có cái chương trình đó.
ai quay trở lại đi làm mà cái WBA của họ từ 100 trở lên là họ vẫn được nhận tiền thất nghiệp. Giống như ở Washington họ cũng có cái chương trình như vậy, nhưng ở Washington họ minimum là 100 trở lên nên họ không có bị ai là không được hưởng hết. Thành ra là Washington State là cái tiểu bang duy nhất là 100% ai cũng được hưởng nếu mà họ có cái tiền thất nghiệp. Tại vì minimum của họ là 100 đó quý vị. Đó. Và họ hỏi là nếu mà tôi đủ điều kiện nhận thì khi nào tôi nhận cái tiền này, thì họ đã, như Vanessa đã chia sẻ với quý vị rồi. Họ ở trong cái công văn này họ nói là họ sẽ có cái lịch từ bắt đầu từ tháng 10. Thế nhưng mà Vanessa có đọc một số thông tin là cuối tháng 9 là họ đã có cái lịch ngày nào để có quý vị nhận rồi. Thì quý vị yên tâm. Và họ nói là payment sẽ được retroactive, có nghĩa là được quay trở lại từ cái tuần mà quý vị được hưởng là tuần nào. Thì đây họ cũng show luôn ra cho quý vị rồi là how many weeks quý vị được nhận, sẽ bắt đầu ending từ cái tuần cộng 1, ngày 1 tháng 8 này. Tuần thứ 2 là ngày 8 tháng 8, tuần thứ 3 là ngày 15 tháng 8, tuần thứ 4 là 22 tháng 8 và tuần thứ 5 là 29 tháng 8. Thì thực ra họ chưa có nói cái tuần mùng 5 tháng 9 là cái tuần thứ 6 á, nhưng mà trên thực tế khi mà họ cho tất cả các tiểu bang được cái tuần mùng 5 tháng 6 là cái tuần thứ 6 đó quý vị. Nên là Hawaii cứ chờ thôi, họ sẽ update cho quý vị thôi. Thì họ nói là làm sao mà tôi có thể để apply để nhận cái tiền 300 này, thì họ đã mở cho quý vị rồi nha. Từ ngày 12 tháng 9 họ đã mở cái certify cho những ai mà nhận cái Religer UI là 1 này, PUC là 2 này, là quý vị bắt buộc phải login vào cái do UI claim account của quý vị ở cái trang như thế này đó, cái trang UI claim như thế này, Hawaii UI claim Hawaii.gov đó. Thì cái câu hỏi để quý vị self certify là gì? Đó chính là cái câu hỏi giống như của Cali và rất nhiều những tiểu bang khác đã certify Connecticut này rồi, rất nhiều tiểu bang khác, là bạn bị ảnh hưởng do Covid-19 có phải không, và quý vị sẽ phải trả lời là yes nếu như quý vị bị ảnh hưởng, còn nếu quý vị không ảnh hưởng quý vị trả lời no, và đồng nghĩa với việc quý vị không được nhận 300, chỉ có trả lời yes thì quý vị mới được 300 nha. Và chúng ta phải trả lời thật nếu như chúng ta ở cái case như thế nào. Và họ nói là nếu như quý vị là cái PUA claimant là cái người nhận trợ cấp của PUA thì quý vị đã có cái thông tin rồi, thì có thể là quý vị sẽ không phải điền cái certify, self certify, quý vị sẽ có cái submit của cái hồ sơ theo hướng dẫn của họ đó. Thì đấy là cái thông tin của Hawaii. Rất mong là quý vị ở Hawaii hãy làm cái thủ tục này nhanh để được nhận cái tiền 300 quý vị nha. Họ ra cái là chúng ta sẽ nhận được ngay. Tiếp theo là cái công văn của bên tiểu bang Michigan, chúng ta đã được nhận từ ngày 10 tháng 9 là được 3 tuần đầu tiên. Còn 2 tuần tiếp theo họ chưa có lên lịch, và có thể họ sẽ lên lịch là từ cái cuối tháng 9 này chúng ta sẽ được nhận luôn sau khi kết thúc cái 3 tuần đầu. Thì tiểu bang Michigan thì vừa có anh chị hỏi là anh chị chưa nhận được, thì anh chị sẽ nằm vào trong cái trường hợp này quý vị này. Phải chú ý quý vị nha, tại vì Michigan được nhận từ hôm mùng 10 tháng 9 rồi, và họ đã cho 3 tuần luôn rồi, từ 1 tháng 8, mùng 8 tháng 8 và 15 tháng 8 là 3 tuần họ đã trả rồi quý vị nha. Thì những người nào mà đã nhận cái chương trình này á, là họ cũng phải đủ điều kiện là under dưới cái Covid-19 này, và at least là phải có 100 trở lên, từ 100 trở lên. Và những cái người mà đang chưa nhận được thì quý vị chú ý, đó là những cái người gì? Những cái người mà không có trả lời cái câu hỏi certify của cái đợt trước khi mà quý vị khai báo hồ sơ á, thì thường là PUA là họ đã khai báo rồi thì họ sẽ không cần no further action I need to qualify. Thì đây là cái trường hợp của PUA, họ có rồi thì có thể họ sẽ không cần. Nhưng mà ai là cái người mà không phải là PUA thì có thể họ sẽ cần phải self certify này, và họ sẽ gửi cho quý vị nha. Họ sẽ gửi cho quý vị một cái US mail, và cái notification nó sẽ nằm ở trên cái mail họ sẽ báo cho quý vị. Thì quý vị vào cái mail để xem họ có những cái thông báo không. Họ có cái thông báo là họ sẽ bắt quý vị trả lời câu hỏi đó, thì quý vị sẽ phải trả lời cái câu hỏi, hoặc quý vị sẽ xem mail của mình có được nhận không. Tại vì họ sẽ có nhiều hình thức để thông báo cho quý vị, để quý vị trả lời cái câu hỏi đó thì mới nhận được cái khoản tiền này quý vị nha. Thì đây là ai ở trong cái tiểu bang Michigan thì quý vị chú ý. Và tiểu bang Michigan họ cũng đã thông báo là họ đã cho quý vị 6 tuần rồi, thì bây giờ họ chưa có
thông báo chính thức trên phim mà thôi, nhưng mà trên thực tế là đã có rồi. Đó, thì đây là cái chú ý của tiểu bang Michigan Vanessa muốn chia sẻ với quý vị. Còn lại California thì chúng ta ai chưa nhận được thì chúng ta chờ thôi nha, tại vì vẫn nằm ở trong cái 2 tuần đầu họ làm việc của cái 3 tuần 900 đó. Còn 2 tuần tiếp theo thì có thể là trong cái kết thúc cái tuần này là chúng ta sẽ được nhận tiếp 2 tuần tiếp theo. Ai chưa nhận được thì quý vị chú ý certify, self certify vào login và UI online á, để self certify và để ý cái mail họ có gửi đến hay không. Nếu như họ không gửi vào cái phần UI online login á, thì có thể họ sẽ gửi mail cho quý vị, hoặc là họ sẽ gửi về paper, về cái thùng mail bằng giấy á, để quý vị điền. Thì họ đã nói ra những cái hình thức như vậy rồi, thì nếu như chúng ta không nhận được thì chúng ta phải để ý tất cả các cái hình thức để chúng ta self certify kịp thời để nhận tiền. Còn nếu như chúng ta làm chậm, chúng ta sẽ không được update, thì có thể FEMA sẽ hết tiền, tại vì họ không có sure là họ có đủ hay không, thì chúng ta sẽ không có. Còn lại 6, cái tuần thứ 6 của California thì họ cũng đã nói là sẽ có thôi, còn chúng ta chờ xem khi nào họ thông báo chính thức. Còn lại là FEMA đã nói là tất cả sẽ có 6 tuần rồi. Đó, thì Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây, và rất mong quý vị hãy like, share cái video này để ủng hộ cho Vanessa, cũng như ai chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Vanessa bằng cách bấm cái chuông bên tay phải đăng ký kênh miễn phí nha quý vị nha, để nhận những cái video mới nhất khi mà Vanessa ra video. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.